Thưa quý vị, tối ngày 23 tháng 5 tại Nhà hát lớn Hà Nội, Đoàn kịch Nhà hát kịch Việt Nam đã mở màn chuỗi chương trình khởi động trở lại của 12 nhà hát thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sau thời gian dài gián đoạn vì dịch COVID-19. Trong đêm diễn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và một số đại biểu Quốc hội cùng xem vở kịch Bệnh sĩ của cố tác giả Lưu Quang Vũ. Vở kịch phê phán một xã hội ham phô trương, sĩ diện những năm 1980. Trong đêm diễn cùng với nhiều khán giả, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng ông Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng và một số đại biểu Quốc hội có mặt tại Nhà hát lớn Hà Nội để xem vở kịch Bệnh sĩ của cố tác giả Lưu Quang Vũ. Bệnh sĩ là một trong những kịch bản nổi tiếng nhất và cũng được biết đến là tác phẩm cuối cùng trong sự nghiệp sáng tác của ông, nói về những dối trá, phô trương, bệnh thành tích của xã hội đương đại những năm 1980. Bối cảnh trong vở kịch là ở xã Hùng Tâm hơn 30 năm trước, nơi những người dân thôn quê chân chất nghèo khổ bỗng bị cuốn vào một vòng hỗn loạn, kịch cỡm, nhố nhăng bởi những mưu mô dối trá được gọi là sáng tạo mang tính táo bạo của các cán bộ do bệnh phô trương thành tích sĩ diện mà ông Chủ tịch Toàn Nha và quân sư Văn Xỉu khởi đầu. Vở kịch do đoàn nghệ sĩ của Nhà hát kịch Việt Nam diễn mở màn chuỗi chương trình khởi động trở lại 12 nhà hát thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sau thời gian dài gián đoạn vì dịch COVID-19. Được biết, cả khán phòng nhà hát lớn hơn 600 ghế ngồi được phủ kín vé chỉ trong 2 ngày. Vốn là điều hiếm hoi với một đêm kịch hiện nay ở Hà Nội, kể cả khi không ảnh hưởng vì dịch bệnh. Nối tiếp buổi biểu diễn tại Nhà hát lớn, 11 địa điểm biểu diễn của sân khấu thủ đô sẽ sáng đèn trở lại như Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Nhà hát Tuổi Trẻ, Nhà hát Kim Mã, Nhà hát Hồng Hà, Nhà hát Múa rối Trung ương sẽ lần lượt diễn các tác phẩm tiêu biểu có chất lượng để phục vụ khán giả.